Em chào các bác nha. Chào mừng các bác đến với kênh Đất Đắk Nông của em nha. Hôm nay giới thiệu các bác một mảnh đất là view hồ thị trung tâm thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nha. Miếng đất này là diện tích của nó là 1 hectare. View hồ mặt chân của nó là từ đây tới kia là được sâu hơn 60 mét nhé các bác nhá. Trên kia là chùa thị trấn Đức An này. Trên đây là nhà thờ các bác này. Trên đây là nhà thờ này, còn đây là đập này. Còn kia là chợ này các bác này. Tổng diện tích là 1 hectare. Trên đất thì có 850 cây cà phê. Một năm bác chủ nhà thu 4 tấn với thu 3 tấn tiêu. Thì đất 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 này đẹp luôn, tiêu này các bác này. Tiêu hôm nay năm nay cả làng mất mùa các bác nhá. Nên không thấy được. Bây giờ em quay toàn bộ khu đấy cho bác coi nhá. Mặt đất này nó thuộc thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông các bác nhá. Thiên đường về khí hậu này, trên đất bác chủ nhà nó có được 25 cây sầu riêng to này. Rồi bây giờ mình quay lại cho bác coi. Đất là một thế nài đẹp nhá bác nhá. Đất đấy này. Điên nào không biết. Đây bác nhá, view hồ này. Kia là trường cấp 3 kìa. Rất đẹp luôn. Bây giờ em quay các thứ cho bác coi nha. Đất này có thể đất đất nài các bác nhá. Nài đẹp luôn ạ. 500 trụ tiêu, 850 cây cà, 25 cây sầu riêng đang thu. Khu này các bác ở Sài Gòn về mua rất nhiều nhá. Hiện giờ là ở đây là có 4 lô bác Sài Gòn là mua hết rồi. Còn 2 lô nữa. 2 lô là kêu bán các bác nhá. Và 2 lô này mới quay được. Thì em quay kia kia các bác coi nhá. Lô trước mặt kia là có chị đã mua rồi. Lô kia nữa, lô bên kia nữa. Ở đây quanh quanh đây mấy cái lô view hồ thị trung tâm thị trấn này là có một số bác ở thành phố về mua nhá. Mảnh đất này thuộc tổ 5 thị trấn Đức An, Đắk Song, Đắk Nông các bác nhá. Đây em quay cho bác coi. Tí em quay tiêu cho bác coi nha. Cái đường này ở đây điện ba pha đầy đủ các bác ạ. Rồi các bác nào mà thị thế mảnh đất này phù hợp mình cứ alo trực tiếp qua số điện thoại của em 0866143839 để em dẫn các bác comment đất này các bác nha. Đây các bác nha. Từ đây ra đường chắn là rơi vào 300 m các bác nha. Đường lớn các bác nha. Mảnh đất của mình là từ cái cây mắc ca này các bác này. Đây, từ cái mắc ca này đến trên đây đến kia các bác nhá. Đó, huyện Đắk Song à, đó trung tâm thị trấn à, rất chi đẹp luôn các bác. Đó, làm nhà biệt thự trên đây thì khỏi chê các bác nhá. Đường xe công rô nhá, cắt đường chắn thị trấn Đức An là rô 300-400 m các bác nhá. Có hai đường đi, một đường đi thuyền và một đường đi đấy các bác nhá. Một đường đi thuyền và một đường đi đi đường sông, đi đường view hồ các bác nhá. Đây tiêu của bác chủ nhà đây, tiêu đây. Trên đây nếu mà làm cái biệt thự thì khỏi chê các bác. Đây rất đẹp luôn, đồi cao. Thị trấn Đức An trước mặt kìa, trường cấp 3 các bác nhá. Đó.
đất view hồ rất tuyệt vời luôn các bạn. Trên đây có bơ, các loại cây. Đây, trước mặt chúng ta này là Trấn Thương An các bác ạ. Đó, trước mặt chúng ta là quảng trường kìa. Kia là chợ các bác ạ. Đó, chợ. Đó, kia là quảng trường. Các bác mà nghỉ dưỡng đây thì có hai đường đi nhé các bác nhé. Một là đường chúng ta đi đường bê tông cái thẳng xuống. Hai là chúng ta đi đường chân đỉnh đây. Để em quay cho các bác ạ. Đây cà phê bác nhà này. Rất đều và đẹp luôn. Đất này này rất đẹp các bác nhé, không dốc nữa các bác nhé, xuống tới hồ luôn. Đấy, các bác mà thích chí cano cho em, các bác nhớ coi xong và nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em nhé. Chào các bác nhé. Đây em qua lại đã view rất đẹp luôn. Đó, đó là trung tâm huyện, đó là chợ, chợ các bác nhé. Đấy, đường quốc lộ 14 trước mặt. Trước mặt chúng ta là quảng trường. Quảng trường trung tâm, trường cấp 3. Đường quốc lộ, dân cư rất đông các bác nhá. Mặt đất này rất đẹp luôn, rất phù hợp cho bác nghỉ dưỡng luôn. Thuộc thị trấn Đức An đấy, cái đường đường bê tông đó, đi thẳng xuống là cái đường đó là đi bằng thuyền qua đấy các bác. Còn đường trên đỉnh là đường đi kia, xe ô tô. Rất đẹp luôn các bác. Đất bằng đẹp luôn. Các bác mà thiện chí cái cano cho em. Đất thích hợp cho các bác nào ở thành phố về nghỉ dưỡng nha. Đất xong này, Đức An này gọi là thiên đường nghỉ dưỡng rồi. Chào các bác nha. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Ba hết. Đất cũng trồng hết cây trái chứ. View hồ này, hồ mình hơi bé nhưng mà được cái bề ngang nó có vẻ được mấy chục mét nhỉ? Sáu mấy mét à? Đây ngã ba rộng lắm, ngã ba kia nói gì nè? Đi có cảnh như vậy nó mới đẹp. Bán đất được tặng thuyền này phải bao nhiêu tiền nhá? Ở đây toàn thổ đi thuyền qua nhà các bác nghe. Đó, thuyền làm